Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong clip ngày hôm nay bên mình nói về chủ đề có phải cái bát xương nhôm nó hay hơn cái bát xương sắt hay không. Một trong những cái câu hỏi được rất nhiều anh em quan tâm, bởi vì thông thường những dòng bát mới thì xương nhôm sẽ đắt hơn dòng xương sắt. Để quay cho anh em mình hiểu hơn về xương sắt và xương nhôm thì bên mình sẽ bỏ ra hai dòng bát. Một dòng xương sắt là con Biuler. Cái xương sắt có nghĩa là ở trên cái noa có những cái trụ để đỡ cái màng, cái gân bằng cái xương này thì gọi là xương sắt. Bằng sắt thì gọi là xương sắt, có những cái loại bằng nhựa thì gọi là bằng xương nhựa. Còn đây là một dòng xương nhôm thì cái bản thân này nó là hợp kim nhôm, hay gọi là nhôm máy, người ta đúc anh em nhé, nhôm máy, hợp kim. Thì nói về cái xương nhôm, tại sao nó lại thường là nó đắt hơn những cái dòng xương sắt với cái hệ thống loa mới anh em nhé, không nói đồ bãi, loa mới nhé. Thì yếu tố đầu tiên đó là cái xương nhôm là nó cứng hơn cái xương sắt, cứng hơn xương sắt, nên người ta thông thường là sẽ dùng cái xương nhôm để bắt những cái côn lớn từ lớn lên cái tổng thể nó sẽ đắt tiền hơn. Ví dụ như những cái dòng xương nhôm này thì người ta sẽ bắt những cái từ lớn, ví dụ như có thể từ 19 cm, hoặc những bắt lớn như bắt 30-40 người ta nắp hẳn cái từ 220 côn 100. Còn đối với dòng bắt 50 người ta có thể bắt những cái viên 500 từ đó mà 28 cm côn 125 mini, đó là như thế. Và cái xương sắt thì người ta thường có thể nắp những cái từ nhỏ khoảng từ 15-16 thôi. Đến từ 17 là mình thấy là gần như là không quá 17 rồi. Những cái từ 19 mà lắp xương sắt là ít thấy anh em nhá, là có vẫn ít thấy. Nên cái thằng xương nhôm nó đắt tiền hơn, bởi vì cái hệ thống từ lớn, côn lớn và cái mức gia công nó lớn hơn cái xương nhôm này, nên nó đắt tiền hơn cái dòng xương sắt. Và quay lại cái vấn đề là có phải vì nó hay hơn hay không, thì không có chuyện đó anh em nhá. Không có cái chuyện dòng xương nhôm sẽ hay hơn cái dòng xương sắt. Nó hay hơn hay không, nó quyết định bởi yếu tố đầu tiên là gì? Là mấy yếu tố như sau. Yếu tố đầu tiên là côn, cái côn noa là cái độ tinh chất của đồng nhôm, cũng như hệ thống quận tiếng, người ta quấn nhiều vòng ít vòng. Thứ hai là gì? Đến cái độ nam châm ở đây, chất liệu của người ta lạp vào bao nhiêu. Đó là yếu tố thứ hai. Và yếu tố thứ ba là yếu tố màng gân, người ta làm tính sao cho nó độ đánh tiếng, người ta ngân cân đối màng mỏng màng dày, gân vải, gân cao su, gân mút, để người ta tính toán sao cho cái loa là hay nhất theo cái ý của nhà sản xuất. Nên mình khẳng định một điều rằng dòng xương nhôm không có chuyện hay hơn dòng xương sắt. Để anh em chơi loa tìm hiểu và yên tâm nhá, yên tâm để mà cái quyết định dòng xương sắt hay xương nhôm. Đây là ý kiến cá nhân của Huấn Audio, anh em vừa quan sát đó. Còn bác nào có ý kiến hay hơn thì hãy cho comment ở dưới video này nhé, để anh em mình cùng trao đổi thêm những cái kiến thức về audio. Audio thì nó là một cái kiến thức cực kỳ rộng, là hàng trăm công ty thì đã hàng rất nhiều ý kiến khác nhau rồi. Và xin phép dừng ở đây. Anh em thấy video hay có ích cho xin một like và ấn chia sẻ video để cho nhiều người biết hơn. Và chào anh em.